Xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review một con hàng rất là hot nha. Con hàng đang rất là hot hiện nay, siêu bơm tấn của mùa hè nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái event của con hàng Ronaldinho anh em. Hôm nay thì những cái con event icon 102 thì đã lấy được rồi. Flyvert và con cam Rui đã lấy được rồi nha nè. Con những con hàng 102 á, nhưng mà mình sẽ không chọn lấy những con hàng đó nha, vì cái hàng event icon mình còn rất là nhiều không dùng tới, mình chỉ nhắm tới con Rooney thôi nha nè. Đây, theo cái hình kim tự tháp thì hôm nay tất cả chúng ta đã đi được tới đây rồi nha. Cái này thì anh em cứ làm điều ngày và đầy đủ nhiệm vụ thì tất cả đều như nhau nha. Cái này là rất là công bằng luôn nha. Quà rất là ngon anh em. Đi theo cái hình kim tự tháp thì nhận những cái phần quà rất là ngon. Và đây là con hàng mình chọn nha nè, LW nè. Con hàng Ronaldinho LW mà EA đã cho skill boost là box to box luôn anh em. Cái chỉ số nào cũng 140 hết. Con hàng 1m8 rất là ngon nha anh em. Attack của nó là 2, còn defense nó là low nè, nặng 76 cân. Con hàng mình rất trông đợi nè anh em. Con hàng mình cũng rất thích Ronaldinho ngoài đời luôn anh em. Cái đầu mùa thì cũng như anh em biết, đầu mùa mình phải tốn 1,5 triệu để mua cái con hàng Ronaldinho này, vì cái mái tóc đuôi gà của nó thôi anh em. Và cái con hàng event icon đó anh em, giờ mình vẫn còn giữ trong kho. Ok, bây giờ mình sẽ vào và mua release nha. Release 111 nè. Bản hợp đồng tốn rất nhiều giấy mực mùa hè vừa qua nè. Hiện tại thì giá của con release là 65 triệu nè, 65 triệu 800. Và skill wood của nó là long shot nha. Con này sắp tới mình dự định sẽ lấy và thay Son Heung-min đó anh em. Đây anh em xem cái bộ chỉ số nè, thật sự khủng khiếp luôn. 140 rất là nhiều nha. Con này cao 1m8 và nặng 68 cân. Work rate của nó là 2 và medium anh em. Những skill ẩn của nó là kiến tạo lối chơi nè, và chơi rất là tinh tế nè. Spare strike của nó là rất là tinh tế nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào và xếp cái đội hình nha. Mình so chỉ số với con Son Heung-min như thế nào luôn. Ui, Son Heung-min chắc chắn là sách dép cho release rồi anh em ơi. Đây anh em xem cái chỉ số nha. Nó xanh rất là đẹp luôn, nó xanh cực kỳ đẹp luôn. Khả năng thăng bằng balance của con release này thì mát chỉ số luôn nha này, 140 nha. Bây giờ mình sẽ vào và xếp cái đội hình nha. Mình xếp cái đội hình đá, mình sẽ review head to head 3 trận với release nha nè. Mình sẽ đá 3 trận để xem release thể hiện như thế nào nha. Trận đầu tiên mình sẽ chơi với sơ đồ quen thuộc là 5-2-2-1 nè. Mình sẽ cho release đá cao hơn một chút nha. Vị trí chính thức của release thì là LM, nhưng mà trận này mình sẽ cho release đá LW nha nè. Sẽ có kiểu tiền đạo tấn công hơn một chút á. Vị trí này tấn công hơn chút. Con release 96 cái hàng không bán được cũng mình vẫn còn giữ đây nè. Con release hàng team of the season này nè. Cái release này thì ở ngoài đời mình cũng cực kỳ ấn tượng nè. Mình xem mấy trận đấu của Man City mình thấy con này chơi cũng rất là nổi bật nha. Nổi bật nhất có nghĩa có lẽ là cái đôi lúc nào ra sân cũng mang đôi tắc ngắn nè. Tắc thì kéo ngang với bắp chân thôi, rất là đặc biệt nha. Ok, trận này mình sẽ cho Zidane ngồi ngoài và sẽ dùng David Beckham nha anh em. Sẽ dùng David Beckham cái trận này vì mình muốn vị trí đó thì đã đúng vị trí tiền vệ thì sẽ như thế nào nha. Ok, bây giờ mình sẽ set up cái đội hình này để mình đá cái trận đầu tiên nha. Trận đầu tiên của rất really siêu bơm tấn. Ok, mình sẽ đổi màu áo, là hôm nay mình sẽ đá màu áo của Aston Villa nè. Mình sẽ đưa Grealish trở về bảng Aston Villa nha. Mà bạn đâu Aston Villa để xem là có tái hiện được cái phong độ cực kỳ ấn tượng của Jack Grealish hay không, để cho Man City xuống tiền anh. Man City xuống tiền 100 triệu bảng Anh. Ui, bơm tấn 100 triệu bảng Anh mà cả mùa hè báo nào cũng nói về Grealish. Thật sự là siêu bơm tấn. Nhưng mà quả này thì thật sự bơm tấn chứ không phải kiểu bơm xịt như Sancho đâu nha. Anh em MU mà có xem tới đây có buồn thì mình cũng chịu, chứ thật sự là Grealish nó vẫn rất là nổi bật hơn là Sancho nha. Sancho hình như đâu đó là 70 tới 75 triệu bảng thì phải, nhưng mà Grealish cả 100 triệu bảng. Nhưng mà Grealish đặc biệt hơn nha. Grealish nó tỏa sáng và phong độ nó vẫn tốt hơn nha.
Ok, đây là vào trận đấu đầu tiên của Jack Relic nè anh em. Đây, Jack Relic, đây. Jack Relic lao xuống và lấy được bóng rồi. Thể hiện cái khả năng múa may của mình một chút xem như thế nào nha. Ok, Estupiñán hôm nay mình sẽ đưa qua là hậu vệ cánh phải nha anh em. Còn hậu vệ cánh trái mình vẫn dùng cái con hàng green này thử. Con này thì lắp cho có vị trí chứ thật sự cũng không ngon lành gì đâu nha anh em. Nhiều anh em để ý là không ngon lành gì đâu, thấy mình lắp mình cứ nghĩ là ngon nha, không có đó nha. Mình lắp cho có vị trí thôi. Ui, Isaac con này lại ghi bàn rồi, ngay phút thứ 10. Pha này hậu vệ của mình đang làm gì đây? Quả này thì đội bạn chuyền rất là tinh tế rồi. Chuyền nhẹ nhàng và rất là tinh tế. Ok, một bàn thắng cho đội bạn nha. Bây giờ mình sẽ cố gắng nhồi hết bóng cho Relic thể hiện nhanh đây. Đây, một pha xoay người khá mượt này. Làm được không? Không được rồi, không qua được cái con Akanji rồi. Akanji của Borussia Dortmund này. Herrero, Isaac. Cái đội bạn chơi với đội hình nào nhỉ? Nãy mình chưa kịp nhìn nữa. Con Isaac nó đã có bàn thắng đầu tiên rồi. Estupiñán, ôi, đội bạn tạt rồi. Cứ chạy và tạt. Một pha phản xạ cực kỳ tốt của Yasin anh em. Grealish đây rồi. Không được rồi, xoay không qua được. Đội bạn vẫn đang tấn công nha. Xuất xa tầm đó thì chắc chắn không qua được đôi tay của Yasin rồi. Curado không được. David Beckham đã thu hồi bóng. Một chuyền theo bài và không Grealish đã không lao lên được anh em. Dùng chuyền theo bài của Beckham nha. Đội bạn tấn công cũng rất là nhịp nhàng đây. Wow, Konate đã kiểu chơi đấu vật với đội bạn luôn nè. Một chiếc thẻ vàng cho Konate. Đội bạn vẫn đang miệt mài tấn công. Mình đá cực kỳ thích những cái đối thủ mà tấn công kiểu này nè. Cứ tấn công mạnh mẽ. Tấn công mạnh mẽ dồn dập vào. Mình mới biết được cái khả năng cái con hàng nó chơi được như thế nào nha nè. David Beckham. Đội bạn tấn công khiếp thật. Ok, một pha cản bóng rất là hay của Herrero nha. Và một quả phạt góc cho đội bạn. Ôi, chết tôi rồi. Taramin. Con này là đồng đội cũ của Relic anh em. Ôi, Relic cũng mới vừa xuất hiện trên màn hình của anh em. Taramin này là con đồng đội cũ của Relic ở Aston Villa. Chắc là lại muốn thể hiện cho đồng đội xem là việc chuyển đến Man City là sai lầm của Relic. Ok. Cố gắng một quả rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 nha nè. Adama Traore, một pha double pass và chuyền. Và nhân vật chính lại là Taramin với một pha tỳ đè không tốt nha, để cho Adama Traore rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 anh em. Adama Traore này đúng là trận được trận mất nè. Trận thì rất là bùng cháy, chạy rất là tích, còn trận thì kiểu xử lý bóng rất là kém nha. Taramin nó cao thật sự. Ok, đây là hiệp thi đấu thứ hai nha, trận đầu tiên của Relic nha. Và mình cố gắng nhồi nhiều bóng nhất cho Relic có thể mà vẫn chưa thể hiện được gì nhiều nha. Ngoài những pha xoay sở thì kiểu cũng mình đánh giá thì mượt một chút thôi. Mình chưa thấy khả năng tấn công tốt lắm. Đây là Relic. Ok, chuyền cho David Beckham. David Beckham đưa cho Gullit rồi đây. Không thành công và đội bạn vẫn đang tấn công. Đội bạn có Fred nha anh em. Fred đại đế. Mình vừa thấy Fred xuất hiện. Fred đại đế của MU. Không vượt qua được Van Dijk rồi, chắc chắn là không qua được. Uầy, cẩn thận. Van Dijk là để cho tiền đạo đội bạn thoát xuống. Lại một quả phạt góc. Lại là phạt góc và lại chết vì phạt góc anh em ạ. Azil, con hàng của Rito Ballet. Con Azil này lại sao đánh đầu tốt vậy? Azil nó chạy như thế nào ạ? Nó chạy băng cắt và đánh đầu tốt quá. Ok, thua 3-1 luôn. Trận ra mắt không như ý của Relic rồi. Đây là Relic, được không? Relic lại không được xoay, không được quả đó. Tiếc quá, một trận đấu có thể là nhạt nhòa của Relic rồi anh em ơi. Trận ra mắt gọi là nhạt nhòa rồi, chưa thể hiện được gì nhiều lắm nha. Alessandro khỏe quá. Đội bạn vẫn miên mài tấn công. Tạt để
tạc để là chơi đầu. Để thi phục này mà Relic vẫn thể hiện cái khả năng múa may của mình, thể hiện khả năng trình độ kỹ thuật của mình, nhưng mà lại bị mắc bóng anh em. Ôi, siêu bơm tấn 100 củ. Man City mua 100 củ nhưng mình mua có 65 củ rồi nè. Man City mua 100 củ mình mua 65. Đây là Adama Traoré. Ok, mình thử khả năng đánh đầu của Relic như thế nào nha. Không được, bắt vô lên nào. Ôi. Ôi, một pha bỏ lỡ thật sự khó tin của Relic anh em. Ôi, quả đó sát vòng cấm như vậy mà đã bắt vô lê lại sao lại ra ngoài ấy. Mình vẫn xử lý như bình thường mà sao trái đó. Trái đó mình thấy Relic kiểu khá fail anh em. Bắt vô lê đẹp như vậy mà lại sao không vào. Mình nhìn trái đó là chắc chắn có bàn thắng rồi đó chứ. Ôi, pha không chiến cũng không thật sự tốt của Relic luôn anh em ơi. Quả tạc thì không đến nỗi tệ. Đội bạn lại thả ha ha rồi. À, vì tên đội bạn là Kaka cho nên cuối trận đội bạn phải thả ha ha. Ok. Chúc mừng đội bạn nha, một chiến thắng nha. Kaka Los Angeles nhưng mà lại thả ha ha vào cuối trận. Chắc bạn đó không biết mình cố gắng test Relic cho nên không muốn tấn công nhiều nha. Ok, và bây giờ mình sẽ vào xếp một cái đội hình thứ hai. Relic trận ra mắt thật sự nhạt nhòa luôn, không có gì ấn tượng lắm nha nè. Ngoài hai pha bỏ lỡ thật sự tiếc ở cuối trận là một pha volley và một pha tì đè nha. Ok, bây giờ mình sẽ vào xếp cái đội hình và mình sẽ đưa Relic vào vị trí đúng vị trí của cái bảng này nha. Mình sẽ cho Relic đá vị trí LM để xem như thế nào. Mình sẽ sử dụng sơ đồ là 4-2-3-1 wide nè. Hy vọng với cái vị trí sở trường thì Relic có thể tỏa sáng nha. Trận đầu thì khá thất vọng rồi. Ok, trận này mình sẽ xếp cái đội hình gọi là ổn nhất nha. Mình sẽ cho cô Konate đá vị trí hậu vệ phải nè. Van Dijk và Hiroro đá cặp hậu vệ nè. Ok, cam mình sẽ dùng Zidane luôn nha. Trận này mình sẽ cho Zidane đá để xem hỗ trợ, tất cả hỗ trợ khả năng tấn công của Relic sẽ như thế nào nha. Đá cắm sẽ là Lukaku. Ok. Bây giờ mình sẽ vào trận thứ hai nha. Vào trận thứ hai để xem cái siêu hợp đồng bơm tấn này sẽ như thế nào nha. Anh em xem video tới đây cũng cho mình gửi lời cảm ơn với tất cả anh em đã ủng hộ nha. Ủng hộ mình bằng việc là comment tương tác rất là tốt nè. Và xem video rất là đều nè. Cảm ơn tất cả anh em. Và cũng tỷ lệ phần trăm anh em xem mà chưa đăng ký cũng khá nhiều nha. Anh em nào xem tới đây mà chưa đăng ký thì nhớ ấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Ok, mình gặp một bạn Việt Nam tên là Sunny, có Sohomin và Harry Kane anh em. Anh em nào chưa đăng ký thì ấn đăng ký và ấn vào cái nút chuông luôn nha anh em. Ấn vào cái nút chuông để nhận cái thông báo mà những cái video mình up lên, những video mình up lên mới nhất và anh em sẽ nhận được nhanh nhất nha. YouTube sẽ tự động thông báo cho anh em. Anh em cứ việc là ấn đăng ký và ấn vào nút chuông thôi nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Ok, quay lại với trận đấu là đây là trận đấu thứ hai review Jack Relic nha. Bản hợp đồng 100 củ nha. Đây là Relic đang có bóng. Ôi, cái màu áo Aston Villa, cái màu áo này đẹp quá nè. Màu áo này vào trận thật sự đẹp. Đây rồi, Hell to Hell của Lukaku. Cố gắng Relic đâu rồi. Ôi, một đường chuyền hơi non anh em ơi. Mình cố gắng chuyền ngược lại cho Relic dứt điểm pha đó. Nhưng mà Relic di chuyển khá chậm và Lukaku cũng chuyền khá non này. Không được rồi. Thật sự là khả năng mà không chiến của Relic thì không được tốt lắm đâu nha. Bật nhảy không được tốt đâu. Nên thì chắc chắn rồi, thể hình như vậy và không thể nào và không được đánh giá cao về khả năng không chiến đâu. Một pha đá bòi từ tiếng 2 của Relic để kiếm về một quả phạt góc. Xem Relic đứng xa quá. Ok, mình sẽ cố gắng để kiếm bóng tiếng 2 cho Relic dứt điểm nha. Lại một pha dứt điểm của Relic. Không được rồi, có góc nữa hay không? Không góc rồi, chắc là đụng cầu thủ đội mình rồi này. Ok, và chào bạn ấy, cái lấy động lực để bạn ấy tấn công mạnh mẽ hơn. Mình lại thích đối thủ tấn công mạnh mẽ hơn. Kulit. Đây, một pha bấm bóng cho Harry Kane. Ôi, cắn vậy. Không được đâu, Konate đã có mặt kịp thời và tắt bóng. Lukaku. Lukaku chỉ một quả hơi fail anh em ơi. Tới thời điểm hiện tại thì Relic vẫn chưa xuất hiện nhiều nha, vẫn chưa ấn tượng lắm nha. Với số tiền 65 triệu bảng mình vừa bỏ ra thì thật sự chưa xứng đáng lắm đâu nha.
một pha phạm lỗi của Van Dijk này. David Beckham đang đứng trước quả phạt, Adam Traore mình đưa vào xếp hàng rào luôn. Thì đợi xem David Beckham những quả phạt chỗ này cũng thật sự nguy hiểm anh em. Có những quả rất là ảo. Ôi không được rồi. Pha bóng đầu tiên thì may mắn đã mỉm cười, nhưng mà pha bóng thứ hai thì Van Dijk lại lao vào đánh đầu bồi anh em ạ. Ôi bộ đấu của Aston Villa thật sự nổi bật. Và là một bàn thua cho đội mình rồi anh em ạ. Phút 37. Pha đánh đầu đó thì thật sự là không cản phá được đâu. Ok. David Beckham và double pass cho Zidane. Zidane đây rồi. Hoặc bóng lại xem như thế nào. Cứa đi. Ok. Vẫn là đẳng cấp của Brighton phải không anh em? Brighton thì nó thật sự khác bọt với những con hàng khác nha. Đây, anh em pha xem lại cái pha cứa của Zidane nha. Thật sự rất là mượt. Và theo kèm là Herrero đó anh em. Nhưng mà cứa rất là mượt, đỡ bóng ngọt và cứa rất là mượt. Ngoặt bóng và tất cả các động tác là không thừa luôn nha anh em. Brighton nó thật sự khác bọt, cho nên anh em có con Brighton nào thì cứ tự nhiên cứ mạnh dạn mà chơi, đừng có kiểu nghĩ là những con hàng mới nó sẽ thay được Brighton nha, không có đâu. Ok, một pha rất là khỏe của Lukaku heo to heo và dứt điểm. Đây rồi, Adam Traore xuất hiện kịp thời. Ok, một trận đấu, một hiệp đấu thật sự bùng nổ của hàng công nha. Lòi ngược dòng luôn anh em. Mình lại thử khả năng heo to heo của Lukaku và quá khỏe luôn. Quả sút đầu tiên vào ghép góc hẹp thì trúng ngay cột dọc nha. Nhưng quả đá bồi của Adam Traore thì thật sự ok lắm anh em ạ. Đỡ bóng và dứt điểm trong vòng cấm thật sự ngọt nha. Adam Traore trận này cũng rất là được. Bộ đôi Herrera và Alexander Arnold vừa xuất hiện trên màn hình anh em. Đây, và hiệp đấu thứ hai. Cố gắng nào đưa bóng thật nhiều cho Jack Grealish để xem như thế nào nha. Ok, mình sẽ xoay sở và chuyền qua cánh bên kia cho Grealish như thế nào. Ok, một đường phát bóng dành cho Grealish. Kịp không? Grealish rồi, Grealish đã có bóng rồi. Xem như thế nào, khả năng xoay sở và dứt điểm như thế nào, được hay không đấy. Ui, Van Dijk nó đỡ được quả bóng rồi này. Ui, Grealish đây. Bản hợp đồng 65 triệu bảng của mình. Grealish vừa lên hình. Vào game thì Grealish có cái mái tóc cũng thật sự ấn tượng nha nè. Tóc hớt cao hai bên và tóc để giữa rất là nhiều và vuốt ngược ra phía sau nha. Cũng thật sự ấn tượng. Ok, đây là Grealish. Làm gì đây? Sút được không? Sút. Ui, không được rồi. Không qua được hậu vệ đội bạn. Ok, đây là một chuyền pha chuyền. Không được. Grealish. Không được. Không thành công. Van Dijk. Adam Traore, không được. Một pha tấn công không hiệu quả của đội mình nha. Đây, lại bóng đến chân Grealish này. Nhồi bóng cực nhiều cho Grealish như thể hiện như thế nào nha. Ui, khá mượt. Xoay sở và tấn công khá mượt. Đây rồi, có penalty không? Trọng tài trận này bịp rồi. Như vậy mà không có penalty cho đội mình, khá bịp rồi. Trọng tài ơi là trọng tài. Pha đó trọng tài ở đâu? Pha đó Grealish nó xử lý rất là mượt mà và xoay trong vòng cấm khá ok, nhưng lại không có ban nữa. Ngã vòng cấm mà không có ban. Cái một pha truyền cho Grealish nhưng không thành công của Zidane. Estupian không được rồi. Phút 83 rồi này. Phút 83 và chắc có thể là một trận đấu cũng tạm ổn của Grealish thôi nè. Một trận đấu gọi là tạm ổn của Grealish và có thể là chiến thắng sẽ dành cho mình. Đây rồi. Lại đưa bóng cho Beckham. Grealish đây rồi, lại là Grealish. Ok, xử lý thể hiện khả năng của mình. Ôi, xoay nè, cứa xem nào. Cứa từ ngoài vòng. Ôi. Quả điểm 10 anh em ơi, quả này điểm 10 của Grealish anh em ơi. Ôi, mặc áo số 10 luôn và David Beckham là người đứng phía sau. Ôi, quả cứa lòng từ ngoài vòng cấm anh em ạ, thật sự đẹp luôn. Quả đó thật sự xuất sắc anh em ơi. Quả đó thật sự đáng đồng tiền nha. Quả đó thật sự đáng đồng tiền 65 triệu bảng mình bỏ ra nha. Ôi, Grealish đây rồi. Grealish đi tưởng rất là ngạo nghễ anh em. Ôi, quả đó thật sự đẹp nha. Ok, anh em nào xem được tới đây mà xem được cái quả cứa lòng đó thì ấn dừng và ấn ngược lại, tua ngược lại để xem nha. Ôi, cứa lòng từ ngoài luôn anh em. Và chạy, mình thấy là chạy từ giữa sân á, chạy từ giữa sân lên và ngoặt bóng và cứa lòng từ ngoài vòng cấm.
Ok, thật sự tuyệt vời nha. Quả đó để cho mình chấm điểm rất là hay rồi anh em. Quả đó là mình chấm điểm 10 cho Relit luôn anh em ơi. Thật sự ngọt nha. Showman có thể là không bao giờ làm được những quả kiểu đó anh em. Cái con Showman 109 của mình sắp tới mình phải cho đi rồi anh em ơi. Cho cả Relit nuốt luôn ấy. Con 109 mình sẽ cho nuốt luôn chứ không thể nào chơi nữa. Mình đang rất là cay con Showman rồi. Ok, và đây là trận đấu thứ 3 nha. Trận đấu thứ 3 mình sẽ chơi sơ đồ là 3-4-1-2. Sơ đồ này thì để xem khả năng tấn công và hỗ trợ phòng ngự của Relic như thế nào nha. Cái sơ đồ này á, đá head to head thì yêu cầu vị trí LM và RM là phải thật sự nhanh anh em, lên xuống thật sự nhanh. Vì cái cánh phòng thủ LB là con LM này cũng phải đảm nhận luôn đó nè. Và chạy lên chạy xuống rất là nhanh nha. Để xem Relic thể hiện như thế nào nha nè. Trận đấu thứ 3 và có thể là trận đấu cũng là trận đấu cuối cùng mình review cái con Relic siêu bơm tấn này nha anh em. Hai trận đầu thì mình đánh giá là trận đầu khá nhạt nhòa và trận thứ hai thì khá là ok rồi anh em. Đá tròn vai cho tới phút cuối nha, phút cuối thể hiện đẳng cấp, rất là đẳng cấp nha, thể hiện một pha bóng rất là đẳng cấp của mình nha. Một pha cửa lòng từ ngoài vòng cấm vào và tạo một siêu phẩm nha. Tạo một siêu phẩm cực kỳ cực đẹp luôn nha anh em. Cửa lòng từ ngoài và mình cảm giác như Relic cửa lòng bóng đi lực rất là tốt luôn anh em. Bóng đi rất là tốt nha, không phải như những con khác mà cứa lòng vị trí đó thì mình đã cứa lòng rất là nhiều từ vị trí đó rồi và bóng đi thật sự nhẹ nha, nhưng mà con Relic mình cứa lòng thấy quả đó thật sự là bóng đi rất là lực. Ôi, rồi đây pha bóng đầu tiên, chưa bình luận hết trận kia mà trận này thì thầy Zidane đã ghi một bàn thắng và trước đó là Relic nha nè, trước đó là khả năng xoay sở của Relic và sút bóng đập người Zidane nha, sút bóng chạm hậu vệ và đập người Zidane. Và một pha đá bòi của Zidane đã mở bàn thắng cho đội mình từ rất là sớm luôn nha, chưa qua phút thứ 10 nữa. Ok, để xem trận này rất Relic có đem lại ấn tượng gì nữa không, chứ trận thứ hai thì thật sự ấn tượng với pha bóng cứa lòng của Relic anh này. Đội bạn hình như cũng mất phương hướng luôn rồi. chuyền bóng không có vị trí, không có điểm nhận luôn anh. Đây là Zidane, mình sẽ nhồi bóng qua cánh đó cho Relic đâu. Lukaku chạy được không? Lukaku không được rồi. Quả đó Vertigat nó soạt bóng rồi nè. Vertigat này thì mình cũng chưa review, cũng có vài bạn yêu cầu mình review con Vertigat đó nè. Vertigat đó thì không biết có ấn tượng không. Ôi, Samatta. Ôi, con hàng này của cái top transfer luôn hả nè. Samatta, ôi bắt vô lê đẹp quá vậy. Mãi nói mà không chú ý đội bạn đã croc quả quá đẹp anh em. Đội bạn croc xin quả quá đẹp và Samatta nó đã bắt vô lê khá ngọt nha, khá gọn gàng. Ok, Zidane không vượt qua được David Neres luôn à. Đây, mình sẽ đổi cánh nha, Herrero, và mình sẽ truyền lại cho Relic để xem Relic thể hiện với tốc độ của mình như thế nào nhỉ. Ok. Ui, khá ok nè. Ui. Đúng là nghệ sĩ sân cỏ nè. Múa may để cho những cái con hàng kia làm một trò hề trên sân nè. Thể hiện múa may rất là dẻo nha, ảo diệu cực kỳ rồi. Đây là con hàng LM mình đang kiếm rồi anh em. Siêu bơm tấn của Manchester City nhưng mà cũng là siêu bơm tấn của mình nha. Đây Relic, một pha trước đó là thể hiện khả năng đi bóng lắc léo và thể hiện khả năng chơi bóng kỹ thuật của mình để làm đội bạn thật sự nóng mắt anh em. Làm đội bạn thật sự nóng mắt rồi. Ôi, tỷ số vẫn đang là một điều nha anh em. Xem tiếp theo là Relic có thể hiện được không. Wagner đang có bóng, pha chuyền rất là hay của Zidane và Wagner. Ok, để mình ôi dự định của mình không tấn công luôn, là mình xoay ngược lại để cố gắng nhìn thử Relic đang ở đâu này, để mình cố gắng nhồi bóng cho Relic thể hiện. Nhưng mà Wagner nó xoay ra ngoài luôn, xoay quả hơi bị lỗi một chút. Đây, bộ áo của Aston Villa rất là nổi bật nha. Alex hình như cái event này có con Alex Young thì phải anh em. Cái con Alex Young đá vị trí LB như là cũng tăng binh mới mà cũ của Aston Villa thì phải. Con đó mình nhớ không lầm thì over nó 112 luôn anh em. Con đó cũng thật sự mình cũng đang chú ý con đó nha. Alex Young thì phải. Con mà trước là cầu thủ của Aston Villa, sau này chuyển tới MU đó anh em. Ui, lại một bàn thua Van Dijk. Quả này Van Dijk đang làm gì vậy? Samatta này, lại con hàng Samatta. Ui, con này
con này chỉ số như thế nào, thể hình như thế nào mà trận này đã tốt vậy. Van Dijk quả này kiểu không dứt khoát lắm anh em, đã chiếm được thế thủ rồi nhưng mà lại không phá bóng dứt khoát lắm nha. Nhưng mà con Samata thì cũng quá nhanh anh em, pha chạy quá nhanh của Wagner rồi, việt vị nha. Ôi đội bạn mãi mê nói mà đội bạn đã dẫn lại ngược dòng 2-1 rồi đó anh em ơi. Thế nào, Gullit, không lẽ trận này lại thua? Không được thua nha. Đây rồi, Rilis, đây rồi. Uầy, xoay quá rồi. Được không? Uầy. Ui. Một cú sút còn hơi bị hiền một chút, nhưng mà trước đó thì thật sự hay nha anh em. Trước đó thì Rilis thật sự hay. Rilis mình thấy tấn công quá tuyệt vời này mà. Có thêm một quả phạt góc không? À, đây rồi, quả phạt góc tiếp theo. Rilis tấn công thật sự hay anh em ơi, nó cầm bóng thật sự mượt luôn và đá thật sự xoay rất là hay nha. Ok, đây rồi, con hàng mình cần đây rồi anh em ơi. Số hôm mình chắc chắn sẽ phải lên đường rồi. Wagner. Ui, không được rồi. Đội bạn chặn bóng. Ui, một pha đá. Những pha sút liên tục của Wagner rồi và đã có bàn thắng anh em. Wagner đang cổng Gullit. Ui, đội bạn lại cây cú rồi. Đội bạn soạt mình liên tục mà anh em ơi. Wagner đá quả này cũng thật sự là cố gắng đâu anh em. Tại sao đội bạn lại thả cây cú mình nhờ? Quả này tấn công hay mà. Wagner nó là thật sự cố gắng mà. Suốt liên tục anh em, suốt 3 quả mà đội bạn soạt mình liền 3-4 phát. Và cả chùm hậu vệ soạt luôn. Vẫn có bàn thắng. Ok, tỷ số đang là 2 điều nha. Đội bạn lại thả mặt Andre mình. Sao lại Andre nhờ? Ôi, chết rồi. Bertri đã không thắng được Yassin anh em. Đó là giá trị của Yassin anh em. Lại một lần nữa giới thiệu với anh em là Yassin, người nhện. Ballon d'Or tính tới thời điểm hiện tại vẫn là Ballon d'Or duy nhất của thủ môn nha anh em. Thủ môn duy nhất nhận được Ballon d'Or nha, quả bóng vàng nha. Đây. Grealish đã cướp được bóng từ giữa sân, một pha phát động chuyền dài cho Lukaku, kịp hay không? Lukaku. Ui, một pha xử lý. Ui, đây gọi là may mắn cho đội bạn luôn anh em. Quá là may mắn cho đội bạn luôn á, một pha đó xử lý rất là hay của Lukaku rồi, nhưng mà quả bóng nó lại bị cản. Mà thủ môn cũng hay, thủ môn quả đó thì thủ môn cũng thật sự hay ấy. Không thì đã có chiến thắng cho mình rồi nè. Ok, một trận đấu gọi là kịch tính mà cũng thật sự hay nha. Samata nó ghi cả cú đúp. Ok, Wagner một bàn và Zidane một bàn. Ok, một trận đấu cũng gọi là tạm ổn nha anh em. Ok, sau 3 trận đấu thì mình đánh giá thật sự đây là một con hàng rất là ấn tượng anh em. Chơi thật sự hay và ấn tượng nha. Khả năng dứt điểm nè và khả năng đi bóng lắc léo và xoay sở của Rilis thì thật sự tuyệt vời rồi. Nó hơn hẳn con Sohomin cả mấy bậc anh em. Ui, cái chỉ số của nó anh em thấy thật sự khủng khiếp. Quá là nhiều chỉ số 140, không lẽ lại gọi đây là Dragon Rilis anh em. Ok, con hàng này thật sự mình gọi là Dragon cũng đúng. Chỉ số khiếp quá. Đây là pha bóng ấn tượng duy nhất mà mình cảm thấy thật sự thích con hàng này anh em. Đó, anh em thấy không? Pha bóng xoay sở và cứa lòng từ ngoài vòng cấm anh em ơi. Từ ngoài vòng cấm và bóng đi vào góc rất là đẹp nha. Ok, và cái video của mình cũng kết thúc tại đây nha anh em. Cái video review con Rilis cũng kết thúc tại đây. Con hàng thật sự ấn tượng và mình đang thật sự thích con hàng này nha anh em. Đây là con hàng mình mua để review thôi. Và sau event mình mới lấy được con hàng kia nha anh em, vì cái rank 17 của nó luôn nha. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem hết clip tới đây nha. Anh em nào chưa đăng ký và chưa ấn nhận thông báo thì ấn đăng ký và nhận thông báo giúp mình nha. Comment tương tác cái video giúp mình luôn. Đây là hy vọng cái video này anh em sẽ thích và xem giải trí nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh em suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ mình nha. Ok, xin chào tạm biệt anh em và hẹn anh em một video mới nhất trên kênh nha. Bye bye.